Hey nho nho xin chào cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Mèo Xúc Xích. Thì trong video clip ngày hôm nay mình sẽ đổi gió qua cái map to chơi nha. Cái map này tên là gì mình chả nhớ nữa anh em ạ. Và theo kinh nghiệm không chơi map này bao giờ của mình cũng như là thằng QM của mình, thì hôm nay mình quyết định nhảy lại giữa map thôi anh em ơi. Nhảy ở đây là cái chỗ nào ta? Mình chả nhớ nữa, Kingdom à. Đó, mình nhảy chỗ này, à hình như có một team này anh em ơi. Ở trận trước thì nghe anh em xúi giục mình nhảy ở cái chỗ caster, cái chỗ cung điện gì đấy khá là đông. Úi sồi ôi, xin nhẹ hai mạng nhé. Chạy chạy cưng rồi, còn tên nữa thôi. Quê em mình lốc một rồi, nó đâu ta? À hình như ở trong này này. Úi sồi, không thuộc map anh em ạ. Ở đây thế đấy, nào lại có bức tường trắng nhỉ, kỳ thực sự ấy. Pha đấy mà mình thuộc map là thôi, cái tên này chết queo mình rồi, vì trong này có súng đâu, chả có cái súng gì anh em ạ. Hơi đen nhưng không sao, được hai mạng thế là ấm rồi, nút đồ rồi anh em ơi. Ở đây thì chắc là mình nhảy cũng một vài lần rồi, ở mấy lần trước thì như mình cũng cũng nhảy cái khu này rồi, nhưng mà mình gọi là chỉ nhảy cái trận đấy thôi, xong mình chả chơi nữa, vì mình thường neo danh ấy thì bắn map nhỏ điểm thì nó cộng bằng nhau, nhưng mà cái map to thì bắn nó lâu vãi lùi mọi người ạ. Map nó rộng ấy, đi gãy cánh luôn. Nhưng mà ở cái season 2 này thì nó ra cái thẻ vàng ấy, thì cái map này nó không còn gì là thú vị như ngày xưa nữa anh em ạ. Ngày xưa mình nhớ mình chơi ở cái map này ấy, thề chứ chạy bo tụt mật luôn, không nhặt được cái thẻ ninja thì đúng chạy bo tụt mật anh em ạ. Mà nhặt thẻ ninja mà gặp mấy bố cam mình thì thôi, chạy vào bo cũng không có lỗi luôn ấy, đúng là chán luôn anh em ạ. Ở đây thì chắc là hết người rồi, cu em mình báo hai tem nhưng mà thấy có một thằng cu nó chạy mất rồi, mới đơm được một thằng cu thôi, clear một team còn một team thì không biết đâu cả, sợ thật đấy. Giờ phải đi kiếm anh em ơi, mình sẽ đi núp đồ sương sương tí hồi di chuyển luôn nha anh em nha. Chắc là chạy đâu đó quanh đây ở bên cái chỗ du thuyền kìa, cái chỗ kia là cái UFO ấy mọi người, chắc là chạy sang đấy thôi, vì ở đây là gần đấy nhất mà, nên là mình cứ đảo quanh quanh thôi anh em. Vừa nhặt đồ xong bắt đầu là tí lại đi tìm cái team thứ hai, vì ở đây là có hai team mà cu em mình vừa lốc một thằng lẻ ấy, nên là thành ra là nó phải là hai team anh em ạ, nó mới đúng bài. Đây như bên UFO có người này, thấy số 2 báo là bên UFO có người, tới luôn em. Ôi tới luôn, tới bên chỗ số 2 kia kìa, thằng này đi đâu đấy. Đây rồi, đây 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 đây, thằng của em mình nó công từ trên xuống mọi người ạ. Rồi và đây là trận, chắc là trận đầu tiên mình chơi cái khẩu này là khẩu gì nhỉ, Skyline à? Ừ đúng rồi, hình như khẩu Skyline. Khẩu này thì như mình bắn ấy, mình có bắn thì mình cảm nhận là khẩu này bắn nó êm hơn M4 mọi người ạ, nhưng mà để mà cái dam của nó thì nó lại hơi yếu mọi người, nên là thành ra trận này vào cầm chơi thử xem là như thế nào. Trên lý thuyết là như vậy thôi chứ vào tay mình nhìn nó khác ngay anh em ạ. Đâu ta, vừa cái thằng đu xích đu nó đâu chết luôn rồi à? Không phải đâu, không, cái này không phải đâu anh em ạ, làm gì đã có ai bắn đâu. Ui biết ngay mà, đây này, trong nhà này anh em ạ, mày chỉ thích trong nhà này. Ui nghe đạn khẩu này kiểu hay phết mọi người ạ, từ 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 là lá súng điện anh em. Là lá súng điện lúc vừa khởi động mới sợ thật. Trên này có một team này, à quên một tên nhé, một tên thôi. Đâu trốn đâu, trốn đâu, ui dội xa tăng à, xa tăng này bắn tầm gần thì mọi người bắn quét thôi nha mọi người nha. Với cả mình là một tanker nữa nên là thành ra là mình chỉ bắn tầm gần được thôi, tầm xa thì mọi người biết rồi đấy. Hôm nào mà mọi người mà xem mình bắn súng ngắm thì thôi, đúng là đạn mình bắn không trượt tên nào mọi người ạ, nhưng mà đấy là nó không trượt vào đất nha mọi người nha, chứ người thì nó hơi khó trúng. Tỷ lệ trúng nó hơi thấp. Ở trên này như vẫn còn người này công chơi luôn, như sợ cái gì. Ui trông ping thế mà xa phết anh em ạ, hơn trăm mét, trăm mét đấy anh em, chín mấy mét này. Đặt bờ tường à, đâu ta, mình thấy nó thò cái chân ra rồi mà, đúng không ta? Đây này, ở ngay ngay trước mặt mình này, nãy chạy đâu ấy, tên này chạy nhanh thế nhỉ. Thôi rơi xuống đơn tên này luôn, đâu rồi, đâu rồi, hình như nó bay lên trên rồi, đúng rồi bay lên trên rồi. Cái thực sự bay chạy mới sợ chứ, mình lên luôn, lên đuổi bắt luôn, đuổi hình bắt chữ ngay, như bạn nghĩ bạn chạy được à, chạy đi đâu. Đây nó ở trên này này anh em ơi, vừa thấy bay, chỉ có bay lên trên này thôi. Đây mũ ba, ai à, mũ ba thì hơi rén nhỉ. Ui, bay này làm skill cho anh xem, nhìn đấy, úi lụm đầu, ui rồi thôi xong rồi, lôi 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 anh em ơi. Nó gạt mình luôn đó, cứu 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 em ơi. Sợ thật sự, sợ thật, pha đấy bắn hơi vào mắt anh em nhỉ, pha lụm đầu rồi đấy, nhưng mà mũ ba chắc là phải 3 viên vào đầu thì mới đi cơ,
Vì cái khẩu Scarlet thì nó cũng đam nó khá là yếu, anh em bắn Scarlet thôi, bắn búa M4 đi cho nó khỏe. Chứ mình thấy là Scarlet bắn không ổn. Rồi đi nút lại đồ thôi anh em ơi. Nút lại đồ, à M4 đây rồi. Úi xôi, ui AK12 này, nhưng mà thôi, mình sẽ quyết tâm là lấy Scarlet chơi tiếp nha mọi người nha. Lấy tiếp cái khẩu Scarlet chơi. Không tội gì cả anh em ạ, có yếu thì phải đổi gió đi chứ, vì ở bên cái map kia nó không có cái khẩu này. Nên là thành ra là chỉ có map này có thôi. Đổi luôn mọi người, trông cái khẩu súng này như súng đồ chơi ấy nhỉ. Và sao nó yếu mọi người ạ, hình như vỏ làm bằng nhựa hay sao ấy. Nhưng mà bốn vỏ làm bằng sắt thì bắn nó đau hơn, khẩu này như kiểu vỏ làm bằng nhựa ấy. Lụng đầu em ơi, lụng 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 đầu một viên đạn nạc nữa chết, hay lắm. Hay lắm em ơi. Đây này, ở trên này có người này, lốc một tên. Lốc một tên rồi. Công lên luôn, còn tên nữa đứng ở chỗ góc nhà kia. Góc cái nhà kho kìa, đấy đấy đấy, nó bắn mình này, thò cái đầu ạ, thò đầu đấy. Ui trời ơi. Giờ bạn chạy đi đâu? Ui mình không có thẻ anh em ạ. Hai này mình không có thẻ, vừa hồi sinh dậy đã nhặt được cái gì đâu. Mũ vẫn đang đội mũ 1 anh em ạ. Cái mũ 1 này còn cái mũ 1 hỏng vừa lấy cơ. Thế nên mình cày vậy. Hai này, mình sẽ gạt cái tên này luôn, đâu rồi? Chạy đâu? Đâu ta? À đây, tên này ở trên nhà này. Ui rồi đồ giàu phết nhỉ. Nâng cấp luôn, đội lên được cái chậu cây úp vào đầu anh em ạ. Mũ 3 nhá. Đi kiếm người thôi, ở đây clear rồi. Có 4 người thì mình được mỗi mạng anh em ạ. Đúng mỗi mạng. Quay lại về trong cái khu kingdom này, Tử Cấm Thành anh em ạ. Khu này mình gọi nó là Tử Cấm Thành. À, úi xồi ôi, đứng nút đồ này, đứng nút đồ này một ma. Còn nữa anh em ơi, còn nữa, mình không biết mấy tên nhưng mà phải từ từ đó. À đây này, có một tên nhảy đằng kia kìa. À đấy là boss hay sao ấy? Đâu ta? Ở khu bên này ạ, góc bên này ạ, góc bên này thì thấy cu em mình sang rồi. Ui nhảy chỗ này hơi khó nhỉ. À kìa kìa kìa, mình thấy có một cái bóng đen nó vụt qua, có thấy cái bóng đen nó vụt qua anh em ạ. Ái ạ. Con này còn boss này, con này còn boss, vừa có cái bóng đen vụt qua nhưng mà không biết chạy đâu rồi. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây 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 rồi. Từ từ anh em ạ, cứ bình tĩnh thôi. Úi trời, làm sao này, bạn cận chiến với mình là bạn bạn sai rồi đấy bạn ạ. Trời ơi, bắn tầm xa thì mình còn chịu chứ bắn tầm gần thì xin cái tuổi. Ở clear rồi anh em ơi, mình được có mỗi hai mạng này, team này được hai mạng thế là ấm rồi. À còn một tên nữa đang ót 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 này. À tên này tên bot vừa lấy của mình, gạt luôn. Tên này tên bot hỏi phán thôi anh em ơi, ở đây hết người rồi. Thi thoảng đảo đi đảo lại về cái khu này ấy. Lại có người ấy, nó vui phết nhỉ. Mà cái map này bắn nó to quá thành ra là bay có rồng bay cảm giác mà còn lâu ấy mọi người ạ. Map này ấy, mọi người nên nhặt xăng nha, lên nhặt xăng để mà bắn. Vì map này ấy, mọi người đi bộ nó không có được đâu, đi bộ ấy, mít mùa không tìm thấy địch, cứ đi xe thôi. Và cái map này thì để cho anh em luyện xe cực kỳ tốt. Úi trời ơi, flyshot luôn này. À, flyshot này chắc là hôm nào mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn anh em flyshot nha anh em nha. Gọi là clip hướng dẫn thôi chứ cái bắn flyshot này mình bắn thì thấy nó bình thường thôi, nhưng mà anh em mà muốn bắn cái này thì anh em phải luyện tập xương xương ấy, và luyện tập nhiều nó cũng thành quen thôi. Như mình đây mình bắn flyshot được rồi, nhưng mà nhiều khi bắn bắn vẫn vào mắt lắm anh ạ. Bắn bắn ui người anh em ạ, người hay bot đây mà lộn ác thế, lốc một tên này. Hình như là bot rồi, bot bot bot. Còn tên nữa chạy động, chạy động. Ui giời ơi, bắn đến này chết tôi không. Ui, còn con này súng hết đạn. Súng hết đạn mới cay, còn 6 viên đạn nữa. Ui giời. Chưa kịp thay đạn thằng cuối hàm mình nó đứng nó vẩy khế rồi. Nó vẩy luôn cái mạng này rồi. Và súng ngắm mình cảm giác là M24 ấy, bắn nó mạnh hơn K98 mọi người ạ. Vì kiểu nó bắn nhanh hơn ấy, mà những người là tanker như mình thì thích cầm cái khẩu M24 hơn anh em ạ. Chứ cầm K98 bắn nhọc lắm, bắn nó lâu. Bắn lâu thực sự ấy, mà tên nào mà có mũ ấy, bắn vào đầu một phát lại không chết cơ. Trong nhà này như có người này, đẩy vào luôn em ạ, đẩy vào tới công chuyện luôn. Cái tầm này cũng có robot anh em ạ, robot mình chúng tôi à. À, chạy à, ừ, chạy đi bạn robot bạn chạy đi. Sợ thật đi, nó phi kìa. Phi như cho đi tuột xích cái này thì ai đuổi được. À có con bot này. Con bot đâu, mình phải nhìn con bot đã anh em ạ. Xong mình nhảy xuống. Đây rồi, bot đây rồi, bot đây rồi. Ui trời ơi, lốc luôn. Này đón anh cái em ơi. Đón đón đón, đón. Ui, lại có con bot nữa này anh em ơi. Chưa nhìn thấy nó đâu cả. Nó ở chỗ nào vậy ta? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi trời ơi, được thêm mạng nữa này mọi người ơi. Con boss kia mình chưa gạt nhưng mà thôi kệ con boss đấy, tí nữa kiểu gì rồi chết, vì ở đây mình cũng chả có người ấy. Có mỗi team robot kia thì nó phi nó chạy chả biết nó chạy đi đâu rồi anh ạ. À, còn con boss nữa này. À kìa kìa, chấm đen kìa, hơi xa nhỉ.
hơi xa nhở, hơi xa. Ôi thôi mít rồi đấy anh em ạ, một pha fly shot mà sượt thì đồng đội mình nó làm hết đây rồi. Robot nó chạy tuốt vào bên này rồi anh em ơi, ý là con robot này chạy đâu không chạy. Robot nó chỉ mạnh khi nó ở đầm không móng quạnh thôi, chứ là đứng trong khu nhà này robot thì không có một cái vị gì anh em ạ. Hai tên, một tên robot với một tên đồng đội nữa kìa, tên đồng đội ra đơn tên đồng đội nó trước. Ui rồi tên đồng đội nó lốc luôn này, còn thằng robot này thôi anh em ơi, ở đây có hai tên thôi. Team mày này tách ra mà đi đôi à, tách ra đi đôi này. Ui rồi sấy robot thì làm sao bắn được mình. Mình bảo rồi, bạn chỉ mạnh khi bạn ở ngoài đồng thôi, chứ bây giờ mình sẽ cho bạn ra ngoài đồng luôn. Ui rồi đấy, nó cứ quay ra bắn mình lại lúc thế là nó lại không bắn được mình anh em ạ. À nhảy ra, nhảy ra này, nhảy 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 ra này. Ôi giời ơi, sao mình bắn dạo này bắn mù mắt thế nhở, kiểu cảm giác bắn nó cũng không chuẩn ấy. Bế nó đi chơi luôn, bế nó đi chơi luôn anh em ạ. Bướng là cầm robot thì trêu ai à, chồng ai, bạn tính chồng ai, chồng ai vứt xuống đơm luôn, đơm đơm luôn đơm luôn. Là tên này cũng có M24 đấy anh em ơi, và cái map này bắn M24 anh em ạ. Anh em nào mà luyện súng ngắm thì mình vốt là luyện cái khẩu M24 nha, hoặc là mọi người chơi cái khẩu súng gì đạn chín ấy mọi người ạ, mình chả nhớ tên nhưng mà bắn nó kiểu nó liên thanh ấy, nó không bị mất ngắm. Hoặc là khẩu SKS này, hoặc mini 14. À trong nhà này có người này, xuống đơm luôn như trời ơi. Các bạn nghĩ các bạn chạy được, ờ chạy được, chạy đi đâu con hả, chạy đi quận trong nhà này nha mọi người nha. Ai à, trời ơi, ui ui em mình nó ít đau ở đâu ấy kìa. Mình đơm hai cái tên trong nhà này trước ạ, trong nhà có hai tên này đấy, mình thấy hai cái đầu rồi, lòi đầu ra bạn, lòi cái đầu ra. Ừ đấy, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình này, này thì phản xạ chậm này, đi luôn một tên, còn tên nữa kiểu gì cũng đang cứu, đu lên chơi luôn anh em ạ. Nó ở trong nhà này, ôi trốn à, trốn trốn hộ cái rồi, ôi đơm luôn cả hai tên mọi người ạ. Thế là hết rồi, thế là hết rồi. Ở ngoài kia thì em mình cũng lụm luôn cái mạng kia bằng cái đờm của con rồng anh em ạ. Thôi đi thôi, đi 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 đi, còn có đúng hai tên mọi người ạ, còn đúng hai tên mà bay từ nãy tới giờ luôn, bay khá là lâu ấy. Một tên lại còn chết bo nữa, ui xôi ôi, hai tên chết bo này tôi chịu đây, sợ thật ạ. Và cái top 1 nó này easy quá mọi người ơi, và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi hết video clip của mình nha, và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha, bye bye.